Dạ vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Sa Phong Tuyền. Có địa chỉ là ở xóm 7, xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại là 0936 525 998. Số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Thì hôm nay em tiếp tục lên sóng cho các bác một số cái phụ kiện đồ chơi xe đạp. Thì sau đây em sẽ đi vào những chiếc clip trước các bác nhé. Đấy. Ở đây thì em đang có một chiếc clip Ultra Grand 6800. Đó. Clip này là clip 1132 các bác nhé. 1132. Đấy. Hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà hình thức còn rất là mới. Nó có cái mấy cái răng mà nó đây, nó bị ố ố các bác này. Đấy. Cái này là do em vệ sinh xong là nó bị dính tí nước mưa vào nên nó có cái vết ố ố các bác nhé. Cái này tra dầu vào đi cái là nó hết luôn. Hình thức thì đây các bác, răng lợi còn rất chi là mới các bác nhé. Răng lợi còn rất chi là mới luôn. Đó. Cái này thì đã được em vệ sinh sạch sẽ dầu mỡ rồi các bác nhé. Đấy, nó có vài vài cái vết vết ố thôi. Đấy, cái vết này là nước, bị dính tí nước mưa. Hình thức còn rất là mới. Clip này là clip 6800, clip 11 các bác nhé. 6800. Dòng này thì bác nào mà hay đi 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 đèo dốc ấy. Đấy là các bác chơi cái 1132 này, các bác leo đèo. Chiếc này thì 1,4 triệu các bác nhé, bao ship cho các bác. Đó. Tiếp đến thì em có một cái R8000, Ultegra R8000. Hàng này cũng là hàng lướt, đó. Nhưng mà nó còn rất chi là mới các bác nhé, rất chi là mới luôn. Clip 1128. Hàng lướt còn đẹp. Đấy. Hàng em tuyển là toàn bộ là hàng chính hãng các bác nhé. Hàng chính hãng. Toàn bộ là hàng lướt và hàng chính hãng. Đấy. Nếu mà hàng hàng mới thì nó phải là những cái hàng mà nó có đầy đủ hộp. Đấy. Ví dụ như là giờ 8000 thì nó hộp màu xanh này. Là em mới mua. Đó. Còn ba cái hàng mà cuốn giấy bóng mới tinh 100% là em không bán. Hàng đấy thì nó là dạng như kiểu là hàng loại 2 các bác. Đây là hàng xịn loại 1 của Nhật luôn các bác nhé. Cái này thì 1.550.000, clip 1128, Ultegra R8000. Đó. Và đây em lại có một cái Ultegra 6800. Đấy. Chiếc này thì 1125 các bác nhé. Đấy. Bác nào mà thích đạp nặng, đấy. Thích đạp nặng các bác nhé. Thì mua những cái dòng 1125 hoặc là 1123 gì đấy. Đấy. Là các bác đạp thích đạp nặng. Chiếc này cũng còn rất chi là mới luôn. Hàng lướt nhưng mà còn rất là mới các bác nhé. Chiếc này 1,4 triệu. Đó, 1,4 triệu. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Nói chung là cái hàng cũ này thì giá nó còn tùy vào hình thức nữa các bác nhé. Đó, nó không như hàng mới. Đó. 1,4 triệu Ultegra 6800. Clip 11. Đó. Và đây thì tiếp tục là em đang có một số cái mẫu áo để cho các bác tham khảo đây. Đây thì em đang có một cái Sport Full. Chiếc này của Ý các bác nhé. Chiếc này là một thương hiệu của Ý có size M. Đó. Chiếc này thì nó mới như chưa dùng các bác nhé. Mới như chưa dùng. Nói chung là có những chiếc áo mà em mua ấy là nó hàng mới chưa dùng luôn đấy các bác, chưa dùng luôn đấy. Nhưng mà nói chung là có những cái là mình đợt này em mua được khá là nhiều nên là có những cái là nó mất cái tang ấy. Đấy. Mất cái tem ấy, nên là cũng chẳng nhớ cái nào là nó mới, cái nào là nó hàng lướt nữa. Thôi bán cho các bác. Bác nào đỏ thì các bác mua được những cái mà nó còn mới chưa dùng. Còn những cái hàng lướt thì cũng toàn bộ là hàng tuyển, cũng đẹp, không kém gì mới các bác nhé. Đó. Chiếc này thì đúng là mới luôn các bạn. Đây, size này là size M các bác nhé. Size M thì khoảng 65 cân. 65 cân gì đấy các bác nhé. Đây, này, quên không đo cái thông số rồi các bác. Đây. Đây. Các bác muốn mua để cho nó chính xác ấy,
thì các bác lấy cái áo của các bác đang mặc ấy, cái nào vừa nhất thì các bác giải ra các bác đo này, chủ yếu là cái bên nách này đấy, cái này là 45 này. Đó. Và lưng ấy là 66 các bác nhé, lưng 66. Đó, cái này thì khoảng 65 cân, 1m65 rồi đấy, 1m65, 67 là ok. Đó. Support full của Ý, được sản xuất tại Bosnia các bác nhé. Đó. Đây, tem này. Đó. Chiếc này thì 900, đúng là chiếc này là mới 100% luôn các bác, 900. Đó. Đây. Chất vải co giãn, chất vải co giãn các bác nhé. Đây, lật sang bên này. Đây các bác, toàn bộ là hàng hàng tuyển, hàng hiệu hết các bác nhé. Em không bán ba cái áo tàu đâu, tem mác cứ đầy đủ hết, hàng tuyển từ Nhật về. Phản quang này, ba túi này, 900 các bác nhé. Đó, đây chỗ này có một cái túi có khóa này, cái này mới luôn, mới 100% luôn, đúng không? Em nhớ rồi, mới 100%, vải co giãn, đó, của Ý các bác nhé, mà sản xuất tại Bosnia này, đây, tem này, đó. Sợ cái vải nó mát lắm các bạn. Rồi. Tiếp đến thì em có một chiếc Izumi. Izumi này thì của Nhật các bác nhé. Izumi của Nhật. Đấy. Đấy, màu sắc họa tiết rất là đẹp. Chiếc này có size L. Size L này thì em đây là một... size L này 70 cân các bác nhé. Đây nhưng mà thôi cứ đo để cho nó đo để cho chắc ăn để cho các bác xem cái thông số này. Chiếc này thì nó vào 47 các bác nhé. Đây. Chỗ nách này vào 47. Và cái lưng của nó này, lưng của nó thì nó vào khoảng đây 68 này, khoảng 70 cân, hơn 70 cân chút là ok. Made in Japan. Đó. Made in Japan. Tem. Đó. Tem. Chiếc này thì 630 các bác nhé, 630 thôi. Đây. Vải màu sắc rất là đẹp. Nói chung là 630 thì nó, vải nó không thể thể thấy ngon bằng thằng 900 đâu các bạn. Đấy, 630. Bác nào thích cái mẫu này thì đấy, hình thức còn rất là mới, ba túi này. 630.000. Izumi của Nhật các bác nhé, made in Japan. Vải cũng có giãn này. Đấy, cũng rất là lỗ thoáng khí thứ này. Đó. Và hình thức còn rất là mới các bác nhé. Rất là mới luôn. Đấy, các bác nhìn cái cổ của nó này. Đấy, cái cổ nó này. Đấy, áo mà cổ màu trắng mà nó còn trắng như này là người ta mặc rất chi là ít luôn. Nói chung là Nhật nó mặc ít lắm. Tiếp đến thì em có một cái bi ke. Bi ke. Đây các bác nhìn kỹ cái mẫu của nó các bác nhé. Full full ke gì đây. Chiếc này là size L. Size L. Size L này thì cũng khoảng 70 cân, hơn 70 cân chút. Đo tiếp cho các bác xem này. Đó, chiếc này thì 49. Bên dưới nách 49. Cái này thì nó khoảng 71 các bác nhé. 71. Cái này thì em hơi kéo một chút thì chắc nó khoảng 70 thôi. Chiếc này thì 680 các bác nhé. Chiếc này thì nó là một thương hiệu, một thương hiệu của cái gì đây này. Thương hiệu của Miếc bài Israel các bác nhé, Israel. Đó. Israel. Israel. Đó.
vải rất là thoáng các bác nhé. Đấy, nhìn xuyên qua được các bạn, nhìn xuyên qua được. Đây cũng có ba túi này, ba túi này. Đó. Đây có một túi nữa này, túi này có khóa này. Đó, các bác nhìn kỹ cái kiểu dáng của nó các bác nhé. Đấy, chiếc này thì cũng khoảng 70 hơn 70 cân, hơn 70 cân. Và đây tiếp đến thì em có một cái Santini. Santini của Ý. Santini size L, made in Italia. Đấy, chiếc này cũng còn rất là mới luôn. Rất chi là mới. Lại tiếp tục đo cho các bác này. Nãy quên không đo trước. Chiếc này thì nó vào khoảng 50 các bác nhé. Ngang nó khoảng 50. Và nó dài. Dài đây. Nó dài thì cũng khoảng 70 gì đấy. 70, khoảng 70. Đấy, nói chung là mấy cái này thì nó khoảng 70 hơn 70 cân chút là mặc được. Em mặc thử thôi. Em mặc thử thì như cái này thì em 1m75 70 cân. Mặc thì hơi rộng một chút. Đó. Bác nào mà cái chỗ cái nách nó có nghĩa là cái thân người nó dày dày chút là mặc là đẹp. Đó. Hình thức còn rất là mới luôn. Đây, Santini. Santini. Made in Italia này. Đó. Bên này nó cũng có nó có tàng nhưng mà người ta cắt mất rồi. Chiếc này thì 800 các bác nhé. 800. Màu rất là đẹp và rất là mới. Đây. Rất là đẹp luôn. Màu rất là đẹp và rất là dễ mặc các bác nhé. Các bác anh em thanh niên hoặc là các bác trung cao tuổi mặc được hết những cái mẫu này. Màu nó rất là dễ đẹp, dễ mặc. Ba túi này. Đó. Để đo lại cái đằng lưng này. Giải cái này đo nó chuẩn hơn. Đó, nó vào khoảng 70 các bác nhé. Ồ, 70. Rồi, bác nào có nhu cầu sử dụng cái món gì thì alo em số điện thoại là 0936 525 998. Số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.